Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới thấy một con Green Basilisk trở lại. Con này là con của bạn mình đang nuôi. Và đây là một loài bò sát vô cùng thú vị khi nó có thể đi được trên nước. Khả năng này có được là do tần suất đạp chân của loài này rất nhanh. Bàn chân của Green Basilisk có đế phẳng rộng với các viền da mọc thêm mép ngón chân, giúp giữ không khí và tạo ra một túi khí xung quanh chân. Nghe tương tự như chakra của các ninja trong Naruto vậy đó các bạn. Và nó có thể di chuyển trên mặt nước với tốc độ lên tới 18 km/h. Nhưng mà khoảng cách di chuyển trên nước của nó cũng ngắn thôi, đủ để nó chạy thoát. Tuy nhiên, điều đó cũng là quá đủ để nó có thêm một cái tên khác, đó là thằng lằn Jesus hay Jesus Christ Lizard. Cái tên này xuất phát từ điển tích về Đức Chúa Jesus có khả năng đi trên mặt biển, và khả năng đi trên nước thần kỳ của Green Basilisk đã khiến nó có được vinh hạnh mang tên người. Một đặc điểm khác tôn lên vẻ đẹp của loài vật này đó chính là chiếc vảy trên lưng của nó. Như hầu hết các loài bò sát có vảy trên lưng, chiếc vảy này ngoài mục đích ra dẻ trước các em gái trong loài thì nó có tác dụng điều tiết nhiệt độ cơ thể cho Green Basilisk. Cho nên khi nuôi loài này người ta phải cực kỳ chú ý đến nhiệt độ và phải có chậu nước đủ lớn cho nó, do nó cực kỳ dễ bị mất nước nếu nhiệt quá nóng đấy. Đẹp trai nên hơi cực à nha.